Đây hôm nay cho bà Tho đi tắm này. À, 3 tháng mình cho đi tắm này rồi. 3 tháng là cho đi tắm được rồi. Đây bạn Tho hôm nay được đi tập bơi nhỉ? Em đi tập bơi nhỉ? Em sẽ được đi tập bơi nhỉ? Đây ở đây có các hồ tập bơi này xinh xinh cho các bạn. Chữ đây rồi đấy, thì chữ cho con xem nào. Con cứ được massage là thích lắm. Cho tí cô đeo cho cháu cái khăn cho cháu thích. Thích con này không? Thôi ơi, ở nhà không có con này nè. Thôi ơi, ở nhà mình không có con này nè. Đây, bố cho này. Đây, cầm. Cháu đang lạ. Đây, cho con cầm nhá. Chân cứ co lên này. Đấy, co lên như này. Cầm đi. Cho vào miệng, để cho vào miệng. Leo, không cho vào miệng nào. Chuẩn bị con tắm cho bạn Tho đây. Để xả cái chỗ này lên thành chỗ Minh Tho cho bạn. Đây mình dính nước vào, chấm lên là được. Chú đã massage cho Yeah.
chục rồi rồi nước để cho bé khỏi bị lạnh. Sáng nha. Còn cái lớp không tay. Tay thì khôn. Chưa. Em nhiều người lên. Giờ được phao vào này. Cách nhà lâu lâu cho con đi trải nghiệm dịch vụ nhiều hơn. Thích kiểu này không? Ừ. Đấy, chân đạp đấy. Đấy, chân đạp tinh 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 nhờ. Tắm xong rồi, bơi xong rồi. Xong rồi. Bơi xong rồi. Lâu kia cháu cái bệnh đấy. Đẹp cho con nhỉ. Đây cho con đứng lên xem bộ quần áo mới nào. Con đứng đi. Đấy con bộ quần áo đẹp quá nhỉ. Ừ, lớn chưa? Chị người lớn ăn nhỉ. Được quá, ok. Rồi, đã mặc quần áo xong xuôi rồi. Bye bye chị. Bye. Chào chị. Xin chào, bye bye. Đi về thôi nhỉ, về thôi con ơi. Bye bye. Rồi. Đi về đây sướng quá.